con kiến bò mày cũng thấy sáng không phải rút giò tao nó đâu mấy ông chơi gì cá tôi nó chảy hết đêm đó trúng luôn dân câu trúng luôn là như thấy đường cá mạnh nữa không được không giỡn hay gì mưa con thấy đi hàng 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 cái đi còn đâu thấy một cục liếc lát đi lại đó cái lên hai ba cục rồi sắp hàng vô đi nữa đi lát lên mấy chục cục đi hàng như lính để kêu qua đàn cũ. Cái nhà trên đó con thấy họ cất vậy đó mà người đó người miền Bắc mà không biết họ cất cái đó phong thủy như thế nào mà để nhà vệ sinh ngay giữa nhà không được. Vụ đó thằng đó nó sao rồi chứ không hiểu đâu đó. Ở ngoài đi vô đụng cái đó trước còn cái bàn thờ gia tiên này kia nọ là để ở phía sau luôn. Trời ơi. Ô nhiễm môi trường luôn. Cái ô nhiễm phong thủy luôn. Ngồi để cho ông bà coi cu chơi hả? Đâu ai cất kỳ. Hồi đó giờ thông thường những cái gì mà ô quế anh ta hay để ở phía sau. Hằng năm đó cái ông nhà chùa ông bắt gì ông chết rồi phải. Chứ thần giật chết. Trong chùa thì thờ thần thánh tiên Phật không chứ thờ được ai đâu. Dạ. Mà cái xây nhà vệ sinh không xây ở đằng sau. Mà đi xây ở đằng trước. Xây chưa rồi luôn hả anh ông? Ừ. Cái bà Mau này là cái gốc tích ở bên Thái Lan. Đi giật chút quên. Thái Lan nó đeo bà Mao này ở cái miễu mà tao nói mày nghe đó là dân đi biển bằng thợ mộc thợ hồ gì đẻo cặp lõi là cúng bà không thôi Phật ơi không cúng rồi chết với bà kỳ tài ở đâu ông tôi ở bên Nam Giang giáp với Thái nè vậy là bà bỏ mê cái đó hả ông tôi mày sao mà cúng bà kỳ làm quá là lễ hội của Nhật Bản nữa. Lễ hội dương vật. Cái đó ngộ người ta cái đó làm như là hồi đó chắc bả chắc cũng bị cái đó mà bả mất rồi bả mới linh vậy người ta thờ không biết cũng quả tàn đặt không con thợ hồ này ngắn xi măng phải sơn làm chung bóng giữ dần mới được. Nó giống nó không được. Giống mà nó hung. Người ta kỳ đất nước Việt Nam mình không có nữa. Cái đó là bên đâu? Tôi nãy nói bên đâu? Bên Campuchia với Thái Lan giáp nè. Dạ. Mà la mày là mày nói bậy một cái là mày chết tại chỗ đó. Trời ơi. Mày giật đó, chúng phải vừa đó. Nó bậy là nói như thế nào không được? Nói xúc phạm tới bả nó miễu đình thờ cặt lõi đó. Là nói câu đó là bị giật liền. Bị giật chết liền. Ghê thôi. Bởi miền như Thái nó sợ bả lắm. Thái nó đi tàu biển nó kéo được dương rồi nó cắt một cặt nó đeo giáp lưng quần. Thôi. Thịnh cu không. Rồi nó vừa vùi lỗ nó trỏ dây nó đeo lưng quần. Vậy là gái bả chắc bả độ. Nhiều kỳ hay nhiều cái lễ hội thì cũng bà còn hơn võ thất thiên dâm á còn trong người Campuchia ta thờ bài cái bài gì mà mỗi lần tôi nói linh lắm nó là bài gì ngoài bà Mao ra còn bà nào nữa không có bà Lục Dời rồi đó Lục Dời ở Việt Nam mình đây nè đầu núi Cấm nè là chỗ nào không chứ chỗ chùa núi Cấm qua ranh giới giữa Tri Tôn Ba Chúc mình đó chắc bây giờ qua đó hỏi vị trí đó chắc người dân tao biết không tao với ông cầu mày giái bệnh này kêu giái hết đó, cúng gà sống không lợi giái để gà đầu dục gà nguyên con vô đó rồi nó sanh sản tao với ông cầu đi ra gà nó gái điếc tai luôn mày đâu còn cả ngàn con đó mà dân đó tao không dám bắt hả ông Tư? Không dám đâu. Phụ nữ có Việt Nam mình là tao với ông Cầu hay xin gà ăn. Về chặt hai ba khúc cây rừng cục là bà Lục Dời ơi cho xin con gà ăn cơm mà đói rồi. Thì rải gạo bu lại mày phan cái 4-5 con. Ủa
tự giái rồi tự ừ luôn không? Ừ. Giái ông tài con cũng giái ừ anh vậy đó. Mà mình không xin mình tự động mình bắt là mình bị không à? Được có đời đó. Đó ông còn đi nước cấm về chiều chiều gà nó ăn ngoài sân mấy anh chảy mới vô tu đó đem cơm rồi ra rải cho nó ăn bút một cây gãy giò gãy cổ 4-5 con ăn thấy bà nội ăn gì hết lúc đó mình không sợ sao mà mình nói mình làm đó không xin mình xin. Có xin rồi mình ừ bên tà thì vậy đó con lời con xin đàng hoàng con ừ anh rồi con ăn không có gì ngộ á ờ con không xin không được tự xin rồi tự ừ luôn rồi trả lại luôn ừ để bên tà ma người ta trả lời mình cũng đâu biết gà gì đó nó đẻ ngoài giường giờ thấy liền ổ luôn trước giờ có bao giờ tôi có nghe ai mà bị báo vỡ lần nào kia tôi sao không phụ nửa miếng nó mới sợ bá gì thông thường báo cúng vỡ gà mà gục mặt xuống nói ba đều bốn chuyện vậy đó rồi giục con gà bay đi mở dây sẵn để gà đầu này giục nó bay đi quay ngang đi không dám ngoài lại sợ bá lắm bà lục giờ bá còn hơn bà chủ xíu núi Sam bà chủ xíu núi Sam hồi đó bà không bắt ai nhưng mà lính của bà là cô Năm Sài Đôi đó bà đó bà mới giật dữ nổi tiếng là cô đó. Ủa câu chuyện của bà lục giờ thì như ông Tư biết là người dân có kể ra là những cái lần mà bà làm cho người ta bệnh là như thế nào không Tư? Giật chết đau bụng lát chết bức ruột bên tà người ta hay bức ruột ghê đó mấy bà đó hồi xưa lên chứ mấy người không may hành đang là sợ lắm như mấy cái em thì con nhớ cái câu Dương Thạnh này âm thi mà giờ âm thi thì Dương Thạnh có lên có xuống mấy cái mà người dân tộc người ta ấy á đúng rồi đó mấy cái mà người ta hay cúng á có mấy cái chồng đó không được chôm chứ mấy cái chôm mà con biết họ đọc bùa đọc chú gì trong đó mà khi còn mà mình đạp lên là mình bị liền đó chân giò như là nó có một cái lời nguyền gì hay là một cái gì đó trong đó nó linh lắm đưa linh cho cúng như cái cúng nguyên con gà nữa tụi tao lấy ăn hoài nhỏ ủa mình lấy mình ăn mình không bệnh sao không tư lấy xin cũng xin nữa ờ xin ông tà không à có biết ai trên đó xin người tự ừ luôn hả ông tà ừ anh à thì sẵn muối rồi thì kia trên đó xin gà nó luộc sẵn đó không thường mình xin là mình nói sao ông tư thì cho tôi xin này tôi ăn ông tà ơi ừ tự nói xin là tự ừ luôn ừ. Cái đó giống như đó là tự biên tự diễn luôn tự biên tự diễn này ra chợ rồi ngồi xuống cái thao cá nào rồi tôi xin tự ừ luôn rồi loát ra em về phụ mà cân nó quấn ghế nó ngồi nó quấn phụ người chạy không kịp phụ Năm Sài Đôi rồi đó đệ tử của bà chủ xíu núi Sam bà hung dữ lắm đàn ông háo sắc là một thứ hai bạn hàng bán cá cân thiếu cân thừa ta nó bị bán bà giả đò bà mua là ăn nhỏ đó chắc mấy bà đó con nghĩ chắc tôi thuộc người dạng gì thiên ma hết rồi thiên ma ba tầng dữ lắm mấy bà đó cỡ mình bẻ cổ cả một nhận gì đàn ông chiều mấy thằng háo sắc học sinh rồi đó đâu có xe cộ như giờ thấy chơi chạy xe đạp gì cái cỡ ông đa là em đi đâu nó nhà em xa em đạp xe đạp không nổi cái lên xe Honda đi chở đâu có chở về nhà đâu chở lên rừng núi rồi người kia đang tán tỉnh chở một lát rồi dòm lên núi ngồi nói tâm tình lát dòm thấy cái mặt bằng cái thúng rồi ở té lên chết rồi từ dốc núi nó lăn xuống sao còn khi con la đó là mất hồn rồi bà nương theo đà đó bà làm cho té lăn
sáng phải coi con không có nhà lạc đi kiếm đường lên đó, bể đầu bể cổ gãy tay gãy giò luôn. Xưa mấy người linh nhiều quá, rồi hiện giờ bây giờ đâu còn đâu vậy, bây giờ mình nói cái những cái thời đó là Dương Bình Chi âm thành cái người âm. Bây giờ nói ra mấy chuyện linh thính thì người ta đâu có tin đâu, mà bây giờ người ta đâu có thấy đâu mà người ta tin. Đâu có thấy đâu mà tin. Hồi xưa đầm này đưa nắng hàng nắng về nè, đổ mưa xuống mà dầm ngoài đầm cũng như thành phố, lửa đỏ đi đỏ đồng. Cái trưa hả được? Ban đêm, chiều. Bọn bên đâm thì cục bằng cái thúng dạ mình. Tao đừng móc ngồi câu mà bữa đó dân túng bà nào dân đồng này gần ngoài giữa đồng, cá nó dính thấy hàm ở trên trời, tôi nghe xe nhiễu ngay luồng câu mình, con kiến bò mày cũng thấy sáng không phải rút giò, tao nói đâu mấy ông chơi gì cá tôi nó chảy hết, đêm đó trúng luôn dân câu trúng luôn. Làm như thấy đường cá mạnh nữa không được. Ừ, không giỡn hay gì. Mưa con thấy đi hàng đi phần đầu thấy một cục, liếc lát đi lại đó cái lên hai ba cục. Rồi sắp hàng vô đi nữa đi lát lên mấy chục cục, đi hàng như lính phải kêu qua đàn cũ. Hồi trước nó muốn giặt đi chết. Cái đó khác chứ là ma đuốc không được. Khác ma đuốc con nhỏ nhỏ không mà. Đốt 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 nhỏ nhỏ đi theo bờ ranh rồi không à. Hôm qua là cụ đèn đi sáng là cái trăm thước có sáng trưng sáng cháy mắt mình nữa mày tính. Cái màu là cái màu của lửa hay sao? Mình dòm không thấy, mày dòm kỹ ở trong có cục nhân vậy nè. Tưởng bóng sáng như bóng đèn mình ngoài mình đâu biết. Đi ra như bóng đèn. Hồi xưa mới có chứ bây giờ mà. Ước gì gặp được lần cho biết, mà gặp lần mất máy cho quay luôn mới ghê. Chứ mà gặp mày bỏ chạy mất tiêu. Thì cái bà đằng này nè, bà đã đặt chuột, bà cũng chết, thì bà còn mặt ăn. Bà đặt đó rồi bà đi thăm chuột, chuột nửa rộng nè. Rồi thấy lửa đi hàng ngàn, bà đéo mẹ nhát tao, tao cổ quần tao đập. Bà đập rồi nằm đấy tới trưa sáng mặt trời mọc một bữa mà trời bà gánh chuột về đây đang lột bán á, không có con cháu chúm nhau đằng này bà này chúm nhau đi ra kiếm gặp bà ở trùng ở trần nằm chịu bị bà cổ quần bà đập mấy cục lửa đó, tự bà cổ quần chứ không phải ai cổ quần bà, rồi bà đập riết bà xỉu đập riết rồi lửa đầy xung quanh á, đập riết quơ đập riết là xỉu hên, cái kiệt sức xỉu luôn. Kiệt sức rồi đấu với ma hả? Yeah. Hồi xưa nói chung ma bị Dương Bình Chi âm nó thành nữa. Bởi vì con thấy mấy cụ ngày xưa cúng dỗ hay có cúng cái bàn thờ, cái bàn ở ngoài sân nó cúng cho gì vong hồn siêu siêu mồ lạc mã mà chắc không phải cúng những người đó. Chết không có mồ mã nữa. Dạ. Dường như là bên thầy mình con mỗi cái lễ dỗ như có cúng một cái bàn nữa đó nữa hay gì đó. Có. Cái bàn nó gọi là kiến. Dạ kiến không được. Cũng như đám giỗ mình đây cũng vậy, cũng có cúng mâm đất đai, mâm cô bác đó. Đất đai là khác còn còn năm mâm cô bác đó. Cô bác những đó. Người mà siêu hồn lạc mã rồi này kia đó. Dòng họ mình đâu biết hết. Đâu biết hết. Rồi cúng mình đó mâm kiến. Tao ăn cơm thì tao cũng thường giấy với chiến sĩ chết, tử trận chết, có nhiều người đâu có mồ mả. Những tử sĩ. Có ngang có trong cái bàn giá hồi như con nhớ không biết bên thầy con không có đọc tới, nhưng mà cỡ bên những cái khúc bên của Phật có sau này người ta cải cách, người ta có giá là những cái chiến sĩ tử vong, người ta cũng có giá trong đó nữa.
có bên Phật giáo mình có chứ, bài tế chiến sĩ ở Vườn Thơm đó mày. Trên linh tọa khói trầm nghi ngút đó, thầy đọc cái bản đó có luôn không? Tất lòng thành cầu chúc vong linh xa trường, ở các sĩ binh Vườn Thơm tiệt mạng hiến mình non sông đó, thiệt chẳng hổ giống dòng Nam Việt, từng nêu cao chí quyết là hồng. Quên cái dòng ở trên cái bàn thờ thường mấy tôn trong chấm giảng là thờ là chiến sĩ trận vong, đúng rồi. Vườn Thơm này là quánh rồi đó, Đức Hòa Đức Huệ giáp Sài Gòn, cũng trời có chết nhiều lắm. Sao người ta đặt cái Vườn Thơm không thôi xíu đó, hồi đó trồng thơm dữ lắm, thơm khóm mình đi ngang ra, ra. Dạ, dạ, gần Đức Hòa đó còn trồng, dạ, đường N2 á, khóm mình đang mua đó, đường N2 đó bây giờ cũng còn, tại còn. đất đó ngoài trồng nó ra không trồng được gì chứ, không trồng lúa gạo gì ăn được, dưới tràm còn trồng không nổi, trồng tràm dưới đó không phải không thư, tràm dưới cái thơm khóm rồi đất đó nó còn phèn với còn ngập mặn, phèn mặn. Mà có cái khóm trồng đúng không? Dạ. Mình thích cái đó. Khóm khóm Long An, khóm Đức Hòa là ngon nhất. Ngon hơn khóm Bạch Cầu nữa. Ngon. Nếu mà đưa đi đúng mùa nghe, còn nếu mà đi chặt mùa thì mình không nói, còn đi đúng mùa ảnh là ảnh ngon lắm. Cái bự nữa, bọc dế con giòn sẽ thèm nữa. Cái Bạch Cầu với gì bác, cái nào cái nước lớn. Cái tho nó bằng kia dài. Cái tho đó 10 thằng ăn mới nó. Thơm cây á. Cái màu đó nó chỉ là nó không có vàng nha, cái màu nó hơi nó vàng, nó chín, nó không đỏ mà nó vàng. Ờ. À, rồi đó con chạy chi tôm xuống gặp con trái mà định mua cho con Tư, rồi con lỡ con đi đường kia con không có về, chứ bữa đó con về con gặp rồi con mua rồi. Cái thơm. Bự mới nó nhìn lỗ trái nó bự cũng khiếp trời, cái khóm đâu bự dữ vậy. Cái thơm khóm mình cái bìa lá hai bên nó gai không, ảnh không có gai. Dạ. Đặc biệt cái lá ảnh xung đột. Ngon anh. Vườn Thơm Tây á. Cái trái nó bự kinh khóm, nó bự không biết sao nói. Ồ, đất tốt, cái trái cái 5kg á. Mà nó quay chậm. Tu chậm. Cái lượng rắn tư á. Ông Tư coi con rắn này cái gì không ta? Cái mình nó đen xì mà ở dưới lượng nó rắn tư rồi. Quay về sao mình biết không? Con rắn nào lượng không đắn mày? Vậy con rắn này ở trên nó đen như lọ luôn rồi. Chỉ có con rắn lồng cân, lục cân là ở dưới nó hơi đỏ thôi. Nó quay vùng nào nữa? Chắc rắn nó rắn lũ lũ quá anh Tư. Dùng đó dùng cát đó anh Tư. Dùng cát khô hạn đó, không biết dùng nào. Con đó là con lũ lũ đó. Lũ lũ. Rắn hầm lũ lũ. Mà nó đen thấy ghê, nó đen luôn, nó đen như là than. Hả, cũng có một số anh gửi cái hình qua cho ông Tư coi mà rắn đó là có rắn trong bình, không rắn ở nước ngoài. Mấy cái loại rắn đó mình nhìn là không biết Việt hết Nam rồi. Là không có. Rắn Việt Nam mình trung quy ra cũng có cỡ khoảng vài chục loại, mà vài chục loại đó mình biết hết rồi, còn ngoài ra rắn nước ngoài thì mình mới không biết nữa. Giống rắn hổ mà đầu không có khoan, cổ không có khoan. Giống hổ đất không Tư? Thông thường rắn hổ ông Tư bắt là đó, giờ có con nào mà nó có con 9 khoang 10 khoang không ông Tư? Không có đâu, giống nó bao khoang. Nó bao nhiêu tháng tuổi mới lên một khoang ông Tư? Không, mới nở ra có khoang rồi. Ngộ ha. Tại cái loại nó có khoang rồi mới nở ra là có. Còn hổ chuối con thấy có khoang đó ông Tư? Có khoang mà nó không có lộ như rắn hổ đất. Dạ. Cũng như con dòm dưới bụng này có bao khoang, lường bụng ánh trắng rồi có khoang đen đen. Dạ đúng rồi. Mà khoang nó hơi mờ lắm. Mờ. Rắn này quá bự. 2-3kg. Trên nó ông Tư ơi. Này nó quay xa nó mà nhìn thấy bự dám con trong bắt dế ông Tư ơi. Không cỡ đó. Thấy có cây. Cái... Mà nó dài kinh luôn kìa. Ở đây Vũng Tàu này kia là có con. Quay gần nè. Hổ đất. Hổ đất ông Tư ơi. Hổ đất. Già là già hổ đất. Sao thấy không có khoan? Không, chứ hổ đất cảnh nó chưa quay xuống lượt bụng của mình đâu thấy rõ. Hổ đất. Nào, đang bung luôn á. Thôi cái nào.
đầu nó ghê đi chứ. Cái lử nó là cái đài radar nó dò đường đi là cái lử. Yeah. Dò hơi cũng cái lử. Mắt hơi cũng cái lử. Cái lử. Chứ con mắt nó là cũng cũng không có giá trị gì cao đâu á. Nó đâu thấy xa, đâu thấy cao. Ảnh trong tầm ảnh bắt hơi được, ảnh ra lử đi tới đâu cái lử ảnh cũng như cái đài radar ảnh dò đường. Hồi xưa giờ con nghe tao nói có ngọc rắn vậy, tôi bắt rắn hồi đó nhiều quá nhiều vậy, tôi có ngọc ngọc có lần nào chứ không thấy mà. Chứ tao nói ngọc rắn là quý lắm á. Chắc phải có mấy rắn hổ mây khổng lồ bằng cái nhà mình sao không có ngọc. Sống còn mấy ngàn tuổi nữa sau này, bây giờ nó đang đi về đó mình đó. Chắc nó đi về, đi tới đâu động đất cái đó hay gì không tôi. Nó đi ngoài biển mới nổi chứ đi núi rừng, núi lở hết. Trong giảng của thầy để lại nữa, sau này là hai con nữa. Dữ lắm. Máy bay mà bom tên lửa gì bắn nó cũng như củi bụi thôi mày tính. Nhậm quá lớn. Mẹ không nghe kể chuyện mình thầy cho. Thầy dắt ông cả với ông cậu ông đi đó. Qua đồi đá dựng nè, cái ô đá dựng mà nước nó chảy. Mày đi cách chừng cây số mày nghe là chỗ xa hàng ngàn chảy xuống đó. Rồi thầy thì lội dưới ô, rồi thầy lội qua ông cả với ông cậu đi trên cây cầu. Thấy như cây cầu bắc ngang ô nè, mấy hai ông đi cầu. Yeah. Rồi lên qua bên bờ kia, thầy mới hỏi ông cả ông đi bằng cái gì qua đây. Nói đó cầu đó, ông cả nói đó, dòm thấy thấy rắn, ông cả nghĩ nói luôn. Quá to luôn. Ừ. Có mấy chục người ôm nó mới giáp mà. Ông nói cái cây ngã ngang bắt cầu cho ông đi, đi trên lưng rắn. Đi trên rắn mà ông hay không hay. Chuyện lên đó ông nói giờ thôi nghỉ, đói bụng đi không nổi rồi. Thầy ông cả đói bụng, ông xuống lượm đá bọc cho một áo lên. Đá cục không cứ củi khô lượm chắc cũng nướng cho ông cả với ông em với vợ của ông. Ông cả ông kêu thằng cậu gì đó đây nướng là thứ hai. Ông nói lén dùng đồ cùng vậy lấy đá nướng là ăn gì được. Thầy nướng là thầy phủi, thầy ăn ngổn mãm mãm. Kêu ông cả chứ ông kêu ông gì chú ăn khoai ai ông ơi. Nhưng ông cười hoài, kêu hai ba lần thầy kêu hai ba lần cũng ăn khoai. Thấy thầy ăn lột ăn trắng tư à. Ông cả xuống cũng hủi qua cho đồ ăn, ăn khoai lang. Lúc nướng là nướng đá. Nướng đá. Thôi hả. Nhưng mà trên núi bất ngờ khoai lang đâu có ăn. Nướng đá mà tới chừng ăn thì là khoai lang. Khoai lang không. Ông ăn cũ rồi ông lên vô đá trọc lóc, đồ đá dựng có giếng rảnh đâu. Yeah. Có cái đá có trũng rồi ông lên uống nước ông cả ơi. Thầy bụng uống lia lịa, ông nói trời ơi, đá mà uống nước. Lên trời ông nói uống nước đá đó, nước nó còn hơn nước tiên, nước cam lồ á. Uống được nước đó là ông cả mới tỉnh ấy, tỉnh hồn tỉnh vía. Uống nước mà tới chiều nó còn thơm miệng. Nước đó còn phải do thầy quá nham luôn. Ừ. Chứ không phải tự nhiên có chứ. Nước cam lồ. Nước cam lồ dễ gì mình uống được. Cũng như trên núi Tà Lơn có cái ao sen Tây Dứt ông Tư. Là chỗ Đức Ông với Đức Thầy đi qua cái suối Văn Hà. Ông cậu cũng đi đó. Sen Tây Dứt. Tây Dứt. Cái lá nó ngồi đi không chìm mà. Nó ông thầy hỏi ông cả biết sen này đây sen gì không, nó không biết, như sen đồng mình, nó không phải đâu cả, sen Tây Dứt đó ông cả, tức là sen ở Tây Phương mới có. Rồi người thầy ngủ ở đồi đá dựng, nhưng trong đêm đó giờ ông cả qua tới Cà Lan mới gặp con sen đó. Yeah.
chỉ có Đức Thầy mới đi được tới ao sen đó, chứ mình bây giờ mình đi lên đó hết núi Tà Lơn cũng không có. Mình kiếm hết cuộc đời bác cháu mình đưa ra. Ủa cái đợt mà Đức Thầy dắt Đức Công qua đó là chỉ có hai người thôi hả ông Tư? Ông đi với ông cậu, ông gì chứ ông Út gì. Là được ba người qua đó. Ừ. Đi ông cả, ông mua một chục ổ bánh mì đem theo. Khi qua Tà Lơn đó, ông rồi Đức Thầy được biểu đưa, ông cả đưa tôi giác mình cho. Đi theo đường cây mới đốn ràng ràng, lá còn tươi xanh. Dấu đốn, ông thầy mới quay hỏi ông cả biết ai dọn đường mình đi, ông cả nó không biết. Lúc đó ông cả không dám xin cha rồi xin tôi không à. Sợ thầy rồi. Rồi nó chư thần dọn đường cho mình đi đó ông cả. Rồi đưa bánh mì, ông quải, ông mắm theo cây hết trơn. Ông cả đói rồi nó do ăn khoai lang đó. Má lâu cây rồi chắc cho mấy con cọp rồi. Ừ, ông má không có ai đi lỡ đường cho ta. Ông cả mình má mang theo chi nặng đó. Mình chụp bộ bánh mì nặng gì thầy nói vậy. Đi núi không muốn ăn cái của mình nữa. Ăn của cả. Ông lượm đá cục. Bắt chuối, bắt dế, cục tay, cũng chắc lửa ông đốt, nướng, nướng đá cạn khoai lang. Nướng đá mà thành khoai lang cái đó mới kỳ gì cả, mới hay chứ. Thật trời làm mới được. Mới mốt lên núi kiếm cục đá, nhúng lửa nướng thử là thân. Nướng thì nó cũng ăn đồ vậy mà ăn đá. Bởi cái quay linh của Phật làm sao mình biết được không? Sao biết được? Còn thấy như mấy ông tiên, ông thánh, ông thần còn hung dữ, thấy uy nghi của Phật không? Phật đi rất chậm rãi nhưng mà chạy theo không muốn lợi. Chạy hoài không tới. Thấy đi rất chậm. Hết diễn hồn. Đâu ráng làm hiền đức đi con cháu, làm gì ngay thẳng, đừng làm gì khác. Đâu có gì qua Phật. Làm ngay đi, đừng làm công công, công công chết à. Thằng gì cũng được, phải không chém mẹ nó, tính chém mẹ nó. Rồi Phật đi ngang cái nó bỏ, nó thấy ông Tăng đi ngang xách dao được, được hoài ông tới chạy chặn đầu. Cái đó là tướng cấp vô não. Ừ, vô não, vô gì đó. Rồi hỏi cô Đàm, ông nghe tôi chữ ông không? Không, không. Bị nếu ông chửi tôi mà tôi không nghe, ông nghe. Cho tôi không nghe vậy. Phật trả lời gọn gàng. Thì đồ người ta cho mà mình không nhận người ta lấy về. Ừ. Ta mang về cũng gì? Còn đồ của chủ. Dạ. Thế trên đường Phật. Mình phải nhận chứ. Bây không nhận. Có ai không nhận không tôi? Có. Không có cái ý nghĩa đó, như người ta chửi. Có ai không nhận đó. Về chửi cái là nhận hết rồi. Cái Phật đi gặp con ếch, con rắn nước nó nuốt con ếch. Phật mới dừng lại, Phật nói rắn ơi, một ngày ngươi ăn được mấy lần? Bắt buộc rắn phải hạ họng trả lời với Phật. Hạ họng là giục con ếch chạy mất rồi. Phật nói tưởng ngày nào ngươi cũng ăn được nhiều lần, nói nhiều khi 2-3 tháng mới ăn được, gặp được mồi ăn. Phật mới nói thôi vậy cũng cực khổ quá, thôi ta hỏi bao nhiêu ta đi. Con ếch chạy mất rồi, ông cứu bằng tư cách đó. Còn dắt cái Nan Đà đi kìa, bị em một cha mà khác mẹ với Phật đó. Ông đưa Nan Đà đi đủ chỗ. Đưa nào lên cõi trời thì gặp các vị tiên nữ. Đầu tiên đưa chỗ gặp bốn người, lúc đó anh còn làm phước thiện. Sau gặp 6 người, sau gặp 8 người. Mới đưa Nan Đà xuống địa ngục. Theo ông ôm sau lưng Đức Thầy, còn bị thấy búa đâm, búa chặt chém gì quá ghê. Tàn xuống cảnh rên la không, Thầy bị về ráng tu. Ông quyết chí tu, chứ Nan Đà tu còn mê gái lắm. Thì thái tử mà. Cái đó đi theo Phật chứ không đâu. Thì đi theo Phật, Phật mới dắt cho ông biết hiểu cái cảnh ngộ vậy đó.
tại nãy em tôi nói theo thầy cũng hết hồn theo Phật dạ. Đâu theo Phật, theo Phật tổ luôn, theo Phật tổ và không ông thầy thì có ông cậu với ông già đức thầy đi theo mà không cả đi Đà Lạt biểu ông ráng đi vài ngày nữa đang giải quá căng ông nó mệt quá đi hết nổi về nhà muốn giải gì về nhà giải đá cục đá mà ngón tay út dấp rồi về nó sưng nó nhức ông lên cũng ra như sấm thầy nằm võng đưa hoài cái ông em cũng ông cậu đó lại đi qua đi lại gặp thầy nằm võng không dám hỏi ông út kêu bằng ông út cậu út gì đó yeah. Có tên có đời tên cái đó em của bà cả dạ nóng ruột á, từ sập ra nó nóng ruột nóng ruột đi tới đi lui hoài nhìn thầy ra miệng lên tiếng hỏi ông út đi đâu ông út ông mới nói nói ông cả ông đau nhất vậy ông nói, tôi biểu ông ráng đi giải quá căng ông bị ông chịu chứ thì sao giờ ông út tôi cho uống thuốc hết à ông út nó nhờ thầy qua thầy cứu lúc đó mới tin thầy chứ hai ông không ông nào tin hết vì thầy còn nít mà mới mười mấy tuổi sao mà tin nổi đức thầy có hỏi ông út nữa ông giờ ông chịu đau thế ổng không chịu làm cái ổng hết đau liền không dám ông út ưng gu nói vậy nhưng mà ngồi bỏ giọng đi lại biểu yeah. Múc ly nước lạnh phun ông cả hết liền hết đau nhất ông hối người ở dọn cơm cho ông ăn ăn gần tàn bữa cơm quay ngang lên nữa nhất lại đúng hai tháng mới hết ông ơi chắc dấp vô cùng đá có gì đâu mà đau tới 2 tháng ta bị gì còn đi núi còn 2 ngày nữa nó mới hết quả căng chư thần phạt đúng mỗi ngày 1 tháng đó mà không chịu muốn giải về nhà giải yeah. Hết nổi có ai ngang bằng ông cả mày ông cả siêu mày nói tịch cái cũng đi ra cũng chắc tôi mốc quết mày liền chứ không trả lời Xưa mấy ông cả khó. Mà Hương trước gặp từ chết dù lại có kẻ quỳ người đứng cúi đầu không? Sợ ông cả, tịch ngắm quýnh, bỏ mẹ quýnh mà phải ấy rồi. Ở ngoài có ông cả còn trường hợp có giám thị chạch lấy con móc lôi đầu ngoài đi. Giám thị ra cách mạng mình bây giờ không dám quýnh cô giáo gì không dám quýnh học trò quýnh bậy lụng kéo vô tượng quýnh bỏ mẹ cô giáo luôn. Xin nhờ thầy giáo cô giáo không thấy không nó tới bệnh viện nó càng vô bệnh viện chắc mã tấu vô được bác sĩ chốt trốn thấy bà nội mà thời xưa nó khó vậy nhưng mà nó lên rồi thời xưa nghiêm chỉnh thời này là với thời kỳ này mấy quỷ ma nó lộng hành á đừng bà gái mặc quần cho lõn đi nhắc mà được Ma Dương bây giờ nhiều như cát sông Hằng hơn bây giờ con đi đâu con gặp Ma Dương dạ quỷ không tới trong nhà mình đừng nói ở ngoài đường chứ